Quý vị đang cùng theo dõi chương trình tuyệt phẩm Trữ tình xưa và nay Một chương trình rất là đặc biệt của nữ ca sĩ Cẩm Ly Và có thể nói là trong suốt cái chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình Nữ ca sĩ Cẩm Ly có rất nhiều những cái dấu ấn, những dấu son gắn liền với những hoạt động của mình Tuy nhiên với vai trò huấn luyện viên thì sẽ phải không thể không kể đến hai chương trình Một đó chính là vai trò huấn luyện viên của chương trình Giọng hát Việt Nhí Từ chương trình này đã có rất nhiều học trò của nữ ca sĩ cẩm ly đã thành công và tỏa sáng và sau đó cũng được tiếp tục dìu dắt để nâng bước trên con đường âm nhạc của mình đó chính là mai chí công minh tài hay là thiện nhân và song song đó một chương trình nữa nhắc đến với vai trò huấn luyện viên rất đặc biệt đó chính là thần tượng bolero nơi mà nữ ca sĩ cẩm ly cũng đã phát hiện ra cao công nghĩa và hôm nay lần đầu tiên trên sân khấu quý vị sẽ thấy ba cô trò kết hợp cùng với nhau trong một cái liên khúc vô cùng đặc biệt và ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng bước vào không gian âm nhạc ấy cùng với nữ ca sĩ cẩm ly cao công nghĩa và thiện nhân